Năm hết Tết đến rồi. Cuộc sống ai chẳng cố gắng để mình có tiền, và có tiền thì bao giờ cũng cảm thấy mình ổn hơn bao giờ hết. Trẻ con ngày Tết chúng nó còn được lì xì, chứ tôi thì không. Nên hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về phong bao lì xì. Hồi tôi còn trẻ, cả năm ra đường gặp người quen tôi cũng không chào hỏi gì. Nhưng Tết mà, thời tới sao cả nổi, tất nhiên là phải ăn mặc chỉnh tề, diện những bộ cánh tự tin nhất. Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Cháu chào cô ạ, cháu chào chú ạ. Sinh viên năm cuối còn nhận lì xì nữa cơ mà. Miệng thì nói thôi, cháu lớn rồi, nhưng tay vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của nó. Đâu có dễ thế, cháu lớn rồi, gấp đôi đi chú. Đấy là với tôi thôi, chứ nhiều ông lại biết nhà chú có con gái. Thôi thì cháu không nhận lì xì nữa, cháu muốn cưới con gái chú. Biết đâu, sóng phủ đời trai, tương lai nhờ nhà ngoại. Nhận lì xì còn do nhu cầu của người sử dụng. Các bạn học sinh giỏi ở trường giáo dưỡng, có lì xì các bạn cũng đắn đo. Mà cũng không thể quên các game thủ ăn Tết ở quán net. Có lì xì Kim Nguyên bảo không chú, Tết mà. Vui hay không còn do số tiền bạn được lì xì. Sau khi đã có lì xì trong tay, đối với các bạn học sinh cấp 3 hay sinh viên thì thôi, xóa đi anh em, quẩy tới chết. Còn các bạn nhỏ tuổi hơn lại là vấn đề về lòng tin. Các bạn biết tôi sắp nhắc tới ai rồi đấy, chính là mẹ. Vấn đề ở đây là bạn không thể nào mà từ chối được. Nào con trai, tiền lì xì để mẹ giữ cho. Thích mua gì hay ăn gì bảo mẹ, để mẹ giữ hộ không mất được đâu. Và thế là những tháng ngày vất vả cúi mình chúc Tết khô cả nước bọt đã đi vào dĩ vãng. Các bạn biết kịch bản nào sẽ đến với mình chưa?